cá bự lắm cả nhà, cá này có cả 300 gram à. Nó lên 3 lần vậy đó nó mới chịu lên, lôi 3 lần mới chịu lên. Cái lần đó hồi lại nó chạy quay thấy nó mất tiêu rồi chút nữa. Chào cả nhà, hôm nay bắt đầu cảnh mẹ con Sòn cái bên đó rủ đi ra bờ sông nhà cá. Hôm nay Sòn đi chài có cá không nha. Chào cả nhà, chào các cô chú. Hôm nay con với mẹ con đi chài cá. Con lấy bỏ túi rồi. Cũng chịu khó nhiệt tình lắm. Ôi có cá. Hên rồi. Ú. Có cá cả nhà ơi. Nó bị mờ. Rồi ơi, ngay bầy trời đổ rồi. Ngay bầy trời đổ rồi. Rồi có trời có gắt không trời. Rồi nó ra trời. Rồi không hết trơn, ra luôn. Trời gắt rồi. Con cá phi chà bá lửa luôn, hụt luôn. Vậy là cái chài nó gắt rồi. Trời. Tức 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 tức. Chà luôn ta. Chiều nay đi chài cá. Đúng rồi, bà này ra bờ sông. Ra bờ sông. Rồi chiều nay mà không có cá là về mẹ con bằng thịt chú luôn. Mẹ con không nãy giờ vẫn đi chạy cá mà không có cá là mẹ con về bằng chú đó. Lỡ sinh này đó, lỡ sinh này quay dính mới thấy. Chỗ nào trong trong cái trời cái nó ụt mà nó lệnh chứ kìa, ngoài đó sâu không anh? Ngoài đó sâu không? Đứng đây giải hả? Nó núp theo cái nước sấy, nó núp theo đây nè. Kìa sao nước sấy dữ vậy? Nước sông nó chiều nước này nước rồng á ta. Nước rồng, chiều nước rồng nha các cô chú. Đó nha. Rồi đó chạy ai thấy? Cầm cái xô mẹ. Cầm cái xô lấy gì bắt cá. Nó. Mẹ con này nhìn cô thiếu nữ giống cô thiếu nữ thôn quê quá. Người ta có chồng hai mì nữa nè. Mẹ con này giống cô thiếu nữ thôn quê quá cả nhà. Ok. Làm gì mẹ? Nay nhìn giống cô thiếu nữ thôn quê quá. Tội nghiệp quá. Chiều nay lạnh teo rồi. Ôi, nói tào lao rồi đó. Điện cá cũng quá. Nước rút lắm cô chú. Có cái tàu ghe đi ngang. Anh chạy được không? Được, em chạy cho em chạy mau lắm. Mau dễ gì? Em lên chợ cái em chạy cái rồi cá chóc hết trơn. Chạy này không có chứ chiều nay ra chợ chạy quá. Em chạy
Con nghi chắc chiều nay mình ra chợ mình chài rồi. Quăng cái coi. Trời ơi. Chài cá kỳ trời. Chài cá kiểu này chết rồi. Không được rồi. Ta chủ mà chài cho đàng hoàng lại đi, nó đừng dính đi. Bay bay liền chứ. Trời quá trời quá. Cắt khổ quá mẹ. Dễ gì. Khúc đó khúc ăn tiền của người ta mà thôi cắt được. Khúc đó khúc ăn tiền mà kêu cắt. Sao bị đơ rồi, bị đơ rồi mẹ. Anh chài mà không có cá thì cho anh về luôn. Ủa, không được chọn hả chú? Thấy nó hơi méo rồi chú ơi. Xây cái đường dây cho nó hết hết đi. Đừng có cái xe. Rồi. Không có cá nhảy rồi. Rồi. Tăng 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 tăng. Dính cá mập rồi. Dính rồi, dính cá rồi cả nhà ơi. Một hai ba con luôn. Có cá, có cá, có cá. Cá này nó con chua là nhức nhắm luôn. Ngay rồi, ngay rồi. Làm kiếp. Ăn được sao? Được. Nó con chua thịt dê ngon như thịt gà đó. Em lên, em lên. Cá có cá. Có cá nữa đâm không? Có gai phải không? Nó đâm không? Anh xe cái cổng với cho nó đằng hoàng lại. Nó cú tròn vậy thì sao đó? Gà nó nhiều quá. Bắt rồi. Đây, mở dây ra cho em xe rồi cho. Nó dần dần tay dần quầy à. Nó vô đi. Cá bự lắm cả nhà. Cá này cái gì cậu? Cá lồng kiến. Cá lồng kiến hả? Ừ, cá nó con chua nướng cũng ngon nữa. Cá lồng kiến bự lắm cả nhà. Thịt nó dẻ. Thịt nó ngon, cá lóc nữa. Ăn được không trời? Trời ơi, ta ăn hoài. Đó. Đâu. Còn không? Còn không? Đây còn con nữa. Con cá lên gù. Cá lưng gù. Ủa da, xíu xíu. Cả nhà. Cá bự lắm cả nhà. Cá này có 300 gram à. Cái này nướng là nấu canh chua cơm mẻ là. Có điều nó hơi xấu thôi. Cá này bỏ vô hồ thứ này chịu nổi vậy. Làm như nào chứ thấy ba bo vậy ta. Đây đưa đây qua đó hút lại. Đó thấy không? Cái sở dây chài á gì nè. Đó. Trời ơi dân miền Tây ít ra cũng phải biết cầm chài cầm lưới rồi chứ. Ghê ghê ghê. Đây mọi người ơi, cả nhà ơi, chài anh chài ảnh dính hai con rồi, con cá lao kiến
con cá bự lắm cả nhà, con cá này có 300 gram à. Ừ sao mà nó xấu quá vậy, sao mà cầm nó dám xàm mới ghê quá vậy. Cá mà cũng xấu đẹp đó hả? Xấu quá hả, nó hai cái gai ghê quá vậy. Ủa nó 4 gai hả? 5 con cá mà bữa chứ cái chú về bên quán quậy chơi tranh cái bè thí sinh đó mẹ, có con cá lau kiến nhỏ. Wow, con cá này làm gì ăn ngon cả nhà? Cả nhà cá này làm gì ăn ngon cả nhà? Sao không biết ăn con cá này đâu, nào giờ chưa có này, ở dưới Cà Mau mình đâu có cá lau kiến này đâu. Có mà cá lòng nhỏ nhỏ không à? Không có bự vậy, đâu có con nào bự gì đâu. Con thấy nhiều người bỏ trong cái tủ kiến á, cái tủ bể thủy sinh á, bỏ trong bể thủy sinh á, nó xấu quá mẹ. Bây giờ mày mới thấy nó xấu hả? Thì nó là cá lau kiến, nó để dành lau kiến thôi. Xấu quá, xấu quá. Được con thì nó chắc con cá này nó bị gì đuôi mắt nó không thấy đường hay gì, nó mới chui vô cái chài nè. Con cá này nó còn xấu hơn nữa cả nhà. Nó không thấy đường nó chui. Mà cá này bỏ trong bể kiến đẹp lắm á. Con thấy nhiều người nuôi về trong mày cắt kiến mày nuôi đi. Con thấy nhiều người trong bể kiến như bể nuôi bể thủy sinh á, có hay bỏ con cá lau kiến cho nó ăn rong á, nó lao á. Ghê quá mày nha cả nhà ơi. Đi coi chừng giò cẳng đó nha trời. Có hàng cá ngát không ta? Không biết có hàng cá ngát không? Ê, con hồi cắt củ mình. Con cút rồi. Cái này nấu canh ngon lắm nè. Không biết cái cây này là cái gì đó. Không biết cây gì mà nấu canh ăn ngon. Quên rồi, chứ không phải không biết. Có gì có ong nó đánh cù mỏ hết. Chạy gần gần cái đám lục bình đó anh, nó nứt chưa vỡ đó, đi chắc bé rồi. Mẹ có cảm nghĩ sao khi thấy chị Linh quăng cái chài mẹ? Hả? Chài này không có chuyên nghiệp rồi. Cái này không phải là chài chuyên nghiệp rồi. Thông cảm đi con. Còn chiều nay còn tính chỗ tài mà thấy cái chài này còn chỗ không nổi rồi cả nhà ơi. Thu không? Bỏ tay. Một, hai, ba, mạnh lên. Đó. Quăng không? Quăng cái chài đẹp vậy đó mới dính cá được. Không thấy cái ốc rồi. Có nhúc nhích gục gịch gì không? Em gu bà gù rồi hả? Chỉ là hai con cá này nó tới số. Nó xấu số. Dinh chai bắp, dinh chai đầu bắp luôn. Vàng à? Đậu đảng. Đậu đạn cả nhà ơi, các cô chú ơi, đậu đạn, đây có đạn luôn. Làm gì vậy? Đậu đạn, hình như còn thuốc nổ luôn hay gì á, còn nguyên viên luôn nè, cả nhà ơi, đậu đạn, đậu đạn, còn nguyên viên luôn rồi, còn nguyên viên luôn cả nhà. AK gì? Cái này đạn AK quá. Đặng lớn, đặng lớn.
ngồi xích ga chút đó, bảy cá ụt đó. Trời đẹp rồi đó. Cô cá ơi. Gặp bánh dừa, bánh tét mua luôn. Mấy cây? Cái nhiêu chú? Cái đó 24.000, cái này 12.000. Còn bánh méo bánh dừa? Bánh dừa 6.000 cái. Bánh tét mà có đòn tí tị gì đó chị? Hả? Ờ cái đó là bự hay sao? Gọt hay như mới? Gọt hay như mới. Bánh dừa à? Bánh dừa, đậu hay gì chuối? Chuối đi. Bánh tét hả? Tét. Bánh tét có hương vị gì chú? Đậu có mặn với đậu ngọt với chuối. Đó, đậu mặn là thịt chỉ chổng không? Có mỡ, thịt chỉ mỡ không? Mỡ. Vừa chuối hả đậu? Dạ. Chuối hả? Chuối. Đậu vừa đâu có thịt, đâu có mỡ luôn chứ. Cái này đâu có mỡ. Đi chè cá nãy giờ đói rồi gặp bánh vừa đậu. Mua luôn. Tháo luôn ha. Dạ dạ tháo luôn. Wow, bánh vừa nó ngon đó, đậu ngon. Chuối đậu. Đơn cái nữa đi, giống vậy nữa đi. Bánh dừa ngon lắm cả nhà. Ăn đi. Người ăn bánh dừa cả nhà. Có mời cô chú bác ăn bánh dừa với con nha. Bánh tét. Cái anh này ảnh chạy cá nó giờ ảnh đói rồi. Ngày 24.000. Em bốn đi chú đưa con 6.000 đi, con thiếu chú 30. 30.000. Nói rồi. Dưới về thì ừ nãy giờ đi hết thùng không mà nói vậy mà cũng đói bụng mà cái nhà ăn với con mẹ không nha đói no không ừ vậy ăn cơm mẹ cũng ngồi mẹ hôm nay bận rồi giống cô gái thôn quê quá con cảm ơn chú. Mình lại ăn kia mình chạy tiếp đi. Ủa xong này mà xong tin gì cậu? Xong xong tin gì? Xong ăn Phú Đông nha cả nhà. Cái cô chú xong này là xong ăn Phú Đông. Xong này nãy con lụm thấy được lỗi xong thấy mấy đầu đạn luôn. Này đó là khu đô thị mới Vạn Phúc. Đó là khu quận Bình Thạnh. Hồi nãy dưới sông á, cặp máy sông á, các cô các chú, con thấy có mấy cái đầu đạn thiệt luôn, còn thuốc nổ còn nguyên luôn, chưa có khui luôn, chưa có ấy luôn, một đống luôn mà để nó xét hết trơn à. Đầu đạn là còn nguyên luôn á, các cô các chú cả nhà. Cái đó là cái thời chiến tranh sót lại à. Sao? Cái hàng à? Khúc dán hàng khúc nào chú? Khúc nào? Không thấy hả? Không. Rồi chỗ mấy con cá, mấy dính mấy con cá đâu kiến hả? Thôi, tao không dám làm cá đâu. Trời ơi.
Nó chạy cái này nè. Cái này lắm. Làm gì? Tự giận. Tự giận hả? Gái hả? Ở đâu cậu? Mấy năm mày, mấy năm mày? Hai ba năm. À, thì ra là nói là 2-3 năm trước á. Anh này nè, anh đi lại đây với anh chài. Anh chài mà anh gặp cái cô gái á, lội xuống. Xong này được tự giận. Nhờ anh cứu lên đó là... Nó lên 3 lần vậy đó. Nó mới chịu lên. Lôi 3 lần mới chịu lên. Ừ. Lần đó hồi lại nó chạy. Quay thấy nó mất tiêu rồi xuống nữa. Nó là trời đang mưa. Nó là lại đó. Lấy nó ngồi đứng canh nó hoài. Mình đi về thở lội xuống cái mình lội lại đây cái thấy nó mất tiêu rồi lên 3 lần. Cái bạn lại chửi nó tụng cho ông tăng. Hồi là ngộ nhận cái gì đó. Cảm ơn xong thì ngủ đi về nhà uống nước nó về luôn mưa lạnh. Nhiều tuổi rồi, có nhiều tuổi rồi. Nó là mấy tuổi rồi. Cái nó giận chị nó gì đó. Giận chị hả là buồn tình. Nó nói giận chị. Quê Hậu Giang á. Anh chị em ở đây mới nhà bán quán cơm. Nó kể mà. Hai chị em lộn ra mắt. Hai chị em cứ lộn chảnh người đi tội đi tự giận. Mà hồi nãy con nghe con nói gì khúc đơn hồi nãy có gian hàng hồi nãy đâu có thấy đâu. Ủa con thấy. Lộn năm 2-4-2 miếng mà có cái mỏng nữa nha. Ghê. Nghe cái khúc hồi nãy mà mình chạy dính hai con cá lầu kiến các cô các chú. Nó lỡ rồi hàng nó lộn lắm. Vậy là cái đó là hồi nghĩa là ngày xưa mình chôn mà chôn mà lạng đó. Đó. Ừ, mã lạng bây giờ sông lỡ ra đó, sông nó nhỏ lắm, nhỏ lỡ rồi lớn. Mã lạng là sao chú? Cái mã hồi xưa nó bị bồi á, lâu quá. Ê thế ghê. Ê con thấy tôi cũng đó có mấy cái đầu đạn nhóc luôn. Đầu đạn còn nguyên. Hồi nãy con với mẹ con không có đi, không có thấy nữa các cô các chú cả nhà. Hồi nãy con không thấy nữa mà chú Linh này nãy lên mới nói con mới biết luôn á. Không thôi con với mẹ con không biết luôn á. Tại vì anh ở trong đây lâu. Lên con chờ đồ làm đâu rồi. Chờ đồ tập gạch. Còn như so với mẹ con tập gạch. Ok. Chạy một lần. Sao bữa nay chạm có chung gì em? Dạ. Mời lại ăn kim nha cả nhà. Wow. Xuống đây chạy hả? Đây làm gì vỏ đường hả? Vỏ đường coi xuống sông có chạy được nữa không? Cây quá gì? Gốc cây quá gì? Anh chạy tính 3 tiếng. Ừ. Chạy cái bỏ cái ao luôn. Chạy cái mà mất hết cá luôn. Không cho. Nghĩ sao mẹ mẹ con đòi mua vé câu cá cả nhà. Mua vô mua vé câu cá đây rồi chạy. Rồi chạy cái chạy này rồi cái ao câu cá nào chịu nổi. Nói chứ chạy sao dính hết được. Mà dính nhiều lắm, cái số lượng nó dính lỗ. Như một vé mẹ có 50 ngàn à. Mẹ quất một chạy cá 100 ngoài 200 ngàn người ta lỗ. Ai đâu chịu. Mẹ quất một chài này là gấp mấy lần người ta câu rồi. Người gỗ chài cái không dính nào hết trơn. Dám luôn chài, cái chài cái sắn banh cái chài luôn á. Cá cá cha đâu. Cá nuôi nữa hả? Cá nuôi mà. Ừ. Cá chài với cá chê. Thôi tôi chài cá gô à, tôi nuôi cá chê. Nó chơi với thay cá ụt quá trời nè. Cái này câu dám có lắm. Đây cái gô đâu kìa. Đó cái gô ụt xong kìa. Xong này biết có cá ngát không ta? Có cá thắt lát. Có cá thắt lát ụt lên tim kìa. Ê cái cảnh bên đó đẹp quá ha. Cảnh bên đó đẹp lắm cả nhà. Nhà đang làm nữa hay gì á. Ăn cất một phút hả? Khu Vạn Phúc hả? Bên đó là khu đô thị Vạn Phúc. Wow đẹp nha. Ừ. Đó cá ụt đó. Chú coi, coi chú Linh chạy. Máy bay bay quá cho bay cả nhà ơi. Dòm là sát bên luôn, máy bay bay sát trên đầu luôn cả nhà. Các cô, các chú. Đó. Ôi, mới đạp tăng lượng, chạy đã quá. Được rồi đó, cái này đó. Cái anh
anh đi chài này mới được nạp năng lượng cho nên ảnh mới chài được tròn. Anh thấy nãy giờ chài mấy chài méo xẹo à, con với mẹ con cười muốn bò luôn. Rồi gung gung rồi, gung ơi. Rồi dính dính cây rồi. Dính cây nữa rồi. Lội gỡ nữa rồi cả nhà ơi. Từ đây em nắm cho. Thấy cô ơi. Bữa nay nó còn còn bây giờ còn cả tay hả? Anh chạy gỡ rồi đâu. Đâu có nước mà nó lọt đi mà. Mẹ. Nước cuốn xiết lắm cả nhà, cái cô có chú. Nước chảy mạnh lắm ha. Nước chảy mạnh lắm. Thì đá không mà đòi đi chài, ra sông chài mới chịu nữa. Quá trời cá ục rồi, cá gì vậy ta? Còn cái quần què gì nữa đây? Gãi chài nha cả nhà, cái cô có chú. Nhờ cả nhà cô mẹ con chỗ tay nè, không biết quăng cái chài ra không nữa mà đòi này, để coi thử rồi quăng cái chài nổi không. Đó thấy dần thấy thấy có cũng có chút gì đó là chuyên nghiệp. Dính bướm nữa hả? Thấy thấy cũng có gì đâu gọi là chuyên nghiệp đó. Rồi, rồi tôi đi gõ lưới rồi. Quang chạy xuống cho chú Linh lại gõ nè. Thấy cũng có gì đâu gọi là chuyên nghiệp đó. Chụp có gì cậu không cậu chụp mẹ con lại nha. Đi theo cái chài, quăng cái chài, đi theo cái chài luôn đi. Đứng xịt gà chút. Đưa, tư. Đứng xịt gà, đứng. Sao dính nẹo không vậy? Này, đây. Để em, con mẹ con gãi chài cho cả nhà các cô chú bác coi nè. Bảy xong. Bảy xong. Nó no. Quan trọng là có cá không nè. Quan trọng là có lội hay không nè. Lên không? Lên. Lên vấn đề là có cá hay không? Muốn gãi thêm chài nữa không mẹ? Gãi chài là kiểu gãi chài phải cho cú cá mới được, gãi chài không dính cá gì hết trơn. Chứ để chú Linh cười mẹ hoài. Gãi chài thể hiện dính mắt, dính cá chà bá lửa rồi. Con nào mà nó có đuôi con mắt không? Anh thần cá rồi, ông lùa cá vô chài cho tôi. Ông thần cá rồi, ông lùa cá vô chài cho tôi. Rồi hai con cháu đó bây giờ không còn chài nữa mà giờ kéo luôn rồi. Không còn chài nữa mà kéo luôn rồi cả nhà. Làm như thấp. Sao
xong lặn vuông vậy đó. Coi trời này nhóc luôn nè. Ôi chiều rồi nha. Hai con cá, hai con cá lau kiến với con cá chê. Với cái phải đói, thôi cho ổng luôn được rồi đi. Tối rồi hai mẹ con mình chiều nay còn đồ ăn mà phải không? Còn đồ ăn. Ừ, vậy cho chú Linh đi. Chú Linh luôn đi. Rồi. Công của ổng đi mượn đi cài. Mẹ con chịu khó lắm cả nhà. Rồi. Vậy con video này kết thúc ở đây hôm nay. Con cảm ơn các cô chú đã theo dõi con với mẹ con. Các cô chú nhớ like, đăng ký kênh, ủng hộ con với mẹ con nha. Rồi, vậy là cuộc đi chạy cá hôm nay của mẹ con tới đây là kết thúc. Xin kính chào bye bye các cô chú nha, và các anh chị em. Cảm ơn. Chúc các anh chị em và các cô chú nhiều sức khỏe. Và mai mốt khi nào Sồn về quê, Sồn sẽ chạy cá nhiều hơn cho cả nhà xem. Tại vì bữa nay là ở sông Sài Gòn, ở trên sông Sài Gòn rồi á, không biết mà anh đang dẫn đi cá này dưới sông mà nếu mà chài gì nó cũng được.